Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Rồi xin mời đại chúng an tọa. Rồi hôm nay chúng ta học bài kinh thứ 114 ha, trang số 484 quý vị. Thì bài kinh hôm nay sẽ giúp chúng ta có cái nhận thức một tốt về cái thiền định trong nhà Phật. Ở đây nghĩ chắc có nhiều vị rất thích cái phương pháp thiền định, nhưng mà thứ nhất là quý vị không có thời gian nghiên cứu, thứ hai nữa quý vị quá trình thực tập rồi nó chưa có cao á, nên quý vị sẽ vướng mắc một số vấn đề, rồi quý vị không có xác định được cái thiền định nào là của Phật giáo, cái thiền định nào là của ngoại đạo. Những cái bài kinh là Đức Phật trình bày một số cái thiền định của ngoại đạo nha, mà cái việc không khéo là cứ nghĩ là của Phật giáo không đó. Đức Phật đưa ra chỉ cho chúng ta thấy cái hậu quả, cái phương pháp thiền định này nó đưa đến không có an lạc hạnh phúc, mà nó đưa đến khổ đau. Thì như cái việc học á, cái tiến trình của một chúng sanh á, thường thường nó đi theo cái chu trình gì? Một cái chúng sanh, tiến hóa của một chúng sanh nó là gì? Hả? Không, của một chúng sanh á là cái gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân và thiên, lên tới Phật. Mà quý vị nhớ là trong lục đạo luân hồi, nếu mà chúng ta còn ở trong lục đạo luân hồi, vẫn bị gì? Vẫn bị rơi vào ba con đường: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh nha. Bao giờ chúng ta thoát ra khỏi lục đạo luân hồi, trở thành gọi là A-la-hán Phật á, thì mới không rơi vào ba con đường này. Để chi? Lát chúng ta sẽ đọc những cái bài kinh này này, chúng ta sẽ thấy là những cái người người ta tu theo cái pháp môn thiền định này, nó đạt đến cảnh giới này mà vẫn bị đọa vào ba con đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trong các phương pháp thiền định nó rất là hay, nhưng mà tại sao quý vị thấy các phương pháp mà giống như là trì chú một này, niệm Phật hai thì có thể hướng dẫn cho người Phật tử được, còn các phương pháp mà thiền định á thì đa số là có bắt buộc các người hành giả đó phải thường thực tập bên cạnh các người thầy của mình. Tại vì cái phương pháp thiền định khi mà chúng ta thực tập, nó sẽ gặp những cái chướng duyên, nó xảy ra những cái trường hợp, thì có người thầy người ta sẽ hướng dẫn cho mình cách giải quyết. Chứ còn không mà chúng ta chỉ cái sai lầm đó mà chúng ta cứ làm hoài, nó sẽ rất là nguy hiểm. Thì đơn giản thì đưa quý vị một cái ví dụ nè. Bản thân ngày xưa mười mấy hai chục năm về trước đã làm bị vướng phải á, là cái phương pháp mà chúng ta theo hơi thở, chúng ta hít vào dài, chúng ta thở ra theo hơi thở, mà đặt cái tư tưởng ở đây, nhận biết cái hơi thở đang vào và chúng ta nhận biết hơi thở đang ra. Mà do cái sai lầm của chúng ta là chúng ta đưa vào cái hơi thở rất là nhiều, cái hơi vào bên trong nhiều mà chúng ta đưa ra ngoài nó ít. Thì nếu mà cái này mà cái đà là quý vị thực tập riết á, nó sẽ làm quý vị cái bụng quý vị nó chướng lên, cái bụng nó no hoài, nó không ăn mà nó cảm giác no hoài, nó rất là nguy hiểm.
Thì cái phương pháp này phải có cái người thầy là tại sao? Khi mà gặp cái này phải hỏi người thầy, người ta thầy chỉ cho. Có nghĩa là những cái lúc này đó thì mình lấy cái giống như nước ấm á, mình ngâm cái chân khoảng 15 phút, rồi xong mình đổ cái nước ấm á đi, mình đổ nước lạnh vô mình ngâm khoảng 15 phút sau, mình làm cho cái hơi ấm và cái lạnh trong con người mà nó quân bình, nó luân chuyển lại. Cái đó là cái sai lầm do mình quá trình thực tập. Nên cái phương pháp mà nó là tịnh độ tâm hay là mật tâm á, chỉ cái gì được. Còn có phương pháp này phải có người thầy. Hay là trong quá trình thiền định nó có những cái chướng ngại vật là gì? Hôn trầm. Cái này là cái chướng ngại vật rất nặng đối với người tu thiền. Mà cái vị không để ý á, cái vị để nó ngủ mà nó quen rồi đó, cái vị vô mà chưa kịp gì hết mà ngủ rồi á, thì đâu có còn gì thiền định nữa. Thì những cái này gọi là cái chướng duyên, cái nghịch duyên rất nặng đối với người tu thiền, bắt buộc phải bỏ. Trạo cử, hôn trầm. Trạo cử có nghĩa là ngồi rồi trạo cử về thân, trạo cử về tâm. Trạo cử về tâm có nghĩa là mình ngồi tại chỗ nè mà cái tâm nó nghĩ lung tung vậy đâu á. Trạo cử về thân có nghĩa là giờ ngồi xuống mà nó không chịu ngồi, nó muốn đứng dậy. Đó là cũng gọi là chướng duyên của người tu thiền. Trạo cử, hôn trầm là ngủ á. Cái này là cái cực kỳ chướng duyên cho người tu thiền, rất là tu thiền. Tại vì cái này mà không, một số vị không để ý, để nó ngủ dài ba lần nó quen rồi, là bắt chân lên là đã ngủ rồi. Thì những cái này khi mà gặp những cái này, ví dụ như người có hướng dẫn đó, người ta không cho mình ngồi đâu, người ta khuyên mình nên đi kinh hành, để cho cái gọi là cái hôn trầm mình nó tan biến đi. Khi nó hết rồi thì bắt đầu mình ngồi lại. Chứ đừng cái để ngồi đó mà cho nó ngủ dài ba lần thì nó sẽ thành cái thói quen. Mà khi mà ngồi thiền chúng ta mà chưa có đạt được cái gì hết mà chúng ta ngồi vô ngủ là không được cái gì hết rồi đó. Trạo cử, hôn trầm, bất tín, không tin vào Phật, không tin vào mình. Đó là những cái chướng duyên rất là cái người tu thiền. Nên cái này là tại sao phương pháp thiền chúng ta, khi mà chúng ta thực tập á, cần có cái người hướng dẫn kế cạnh. Khi có chuyện gì đó người ta có cách hướng dẫn. Hoặc là có những người người ta ngồi, người ta giống như người ta tưởng tượng. Cái này á, là nó rất là nặng, nhiều lắm nha. Phật tử ngoài có nhiều người bệnh á, mà ta gọi là tẩu hỏa nhập ma là lý do đó. Không có gì hết, chỉ nhận sai thôi à. Ngồi đó tưởng tượng giao du với là thái thượng lão ông hay là tiên không. Quý vị muốn cái đó chỉ cần ngồi trong vòng khoảng một tuần lễ là có. Nhưng mà cái giáo lý nhà Phật đâu có kêu làm chuyện đó. Chúng ta ngồi cứ tưởng tượng đang nói chuyện với Phật, với Thánh không. Nhưng mà trong Phật giáo mình có cái từ gì? Trong thiền định á, gặp gì? Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Có nghĩa là trong quá trình thiền định mà mình cái tư tưởng mà nó đang suy nghĩ về Phật, Đức Phật cần nó cần phải chấm dứt suy nghĩ đó đi, trở về hơi thở và trở về cái thiền quán của mình. Gặp ma có nghĩa là mình đang ngồi mình tưởng tượng về ma thì mình cũng cần chấm dứt đi. Chấm dứt đi có nghĩa là giết. Thấy không? Quý vị thấy không? Trong cái thiền định mà quý vị đang ngồi tưởng tượng về Phật cũng là cái sai lầm lớn. Chứ đừng có nói là mình ngồi thiền đó là mình nghĩ về Phật, thấy Phật là quý nha. Cái đó là lạc vào con đường tà đạo đấy, ma đạo đấy. Cái đó không phải có Phật mà do mình ngồi mình tưởng tượng nó ra. Chứ không có Phật thánh nào đó cả. Mà cách đà đó mà không có thầy hướng dẫn á, chấm dứt và đừng cái thực tập phương pháp đó nữa là nó bị điên là vậy thôi. Ngồi cứ tưởng tượng riết rồi điên thôi. Chứ nó không có gì lạ. Thì quý vị thấy sẽ thấy ở trong cái bài kinh này, Đức Phật trình bày cái vị ba cái thứ thiền mà đối với ngoại đạo nó là thuộc cái thiền cao rồi đó. Nhưng mà trong cái giáo lý nhà Phật, Đức Phật đã thực tập rồi, Đức Phật không thấy có giá trị. Mà khi mà đạt đến cái cảnh này đó vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi. Mà còn trong lục đạo luân hồi thì sau khi chết thì còn ở đâu? Rơi ba con đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Đó, giới thiệu trước ha, cho quý vị thấy cái bài kinh này nè. Chúng ta đọc bài kinh rồi phân tích. Có ba hạng người này, này các tỳ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỳ kheo, có người hoàn toàn vượt qua sắc tưởng, chấm dứt đối ngoại tưởng, không tác ý các tưởng sai biệt, xem hư không là vô biên. Một cái phương pháp thiền là ngồi tưởng tượng trong cái vũ trụ này là hoàn toàn là hư không. Dù cây cối này cây đầy nhóc hết, nhưng mà người ta ngồi ta tưởng tượng là toàn là cái hư không. Nhưng mà cái này nó có giá trị, lát sẽ trình bày cái việc thế này. Những cái phương pháp này á, ở trong chứng đạo ca ngài Huyền Giác Thiền Sư á, có nghĩa là gọi là bát bội giải thoát, có nghĩa là dùng cái này nhử nó, cái tâm của mình nó đang đam mê vào cái dục, cái sắc, cái danh, cái thực, cái thì, nhờ cái này nè nhử nó ra khỏi cái đó, nó đừng bám vào cái dục, cái sắc, cái danh, cái thì, nhưng mà nó không có đạt đến cao. Nhử nó ra được nhưng mà đừng bám vào nó, nhớ ha. Nó là cái phương pháp nhử ra khỏi cái khu vực nguy hiểm, nhưng mà đối với kinh điển Đại Thừa thì nó là không phải là cái phương pháp tột đỉnh của vô lý nhà Phật. Thì một lát nữa xin bài cái thiền định của Phật giáo và thiền định của ngoại đạo nó khác nhau chỗ này. Thì cái người mà tu cái gọi là hư không tưởng này đó, người ta ngồi tưởng tượng nha, dùng cái từ tưởng tượng nha, trong cái vũ trụ này toàn là hư không. Thì quý vị thấy bây giờ một số vị ngồi có nghĩa là sức hồn á, đây cũng là cái triệu chứng của nó, nhưng mà thật sự nó không có sức hồn được. Ta ngồi ta tưởng tượng cái hồn xuất ra thôi, cái hồn mà xuất ra thì chỉ có chết thôi, mà khi xuất ra là không thể nhập vào được. Cái chuyện đó khoa học nó đã chứng minh rồi, mà trong Phật giáo Đức Phật cũng không hề đề cập cái này. Cái chuyện sức hồn là không nằm trong kinh điển, trong cái thiền định Đức Phật. Nhưng mà ai tu cái này tưởng tượng, ngồi tưởng tượng, cảm giác nó xuất ra, trên thực tế không xuất. Cái giống như cái thiền hư không mà nè, trong cái vũ trụ này nó có vật này vật kia, nhưng mà ngồi người ta tưởng tượng là hoàn toàn là hư không không. Nó cũng là một cái thứ thiền. Ngoại đạo nó có những cái thứ thiền rất là ấy nha. Như Đức Phật của mình mà trước khi mà thành Phật mà học đạo A La Lâm lúc đầu là Phật á, đạt đến cái cảnh thiền mà phi tưởng xứ á, thì nó là một trong những cái thứ thiền của ngoại đạo này. Thì một lát sẽ trình bày thêm cái đó cho quý vị hiểu. Vị ấy thưởng thức cảnh giới ấy, huy cao cảnh giới ấy, thỏa mãn với cảnh giới ấy, an trú trong cảnh giới ấy, tính giải cảnh giới ấy, an trú nhiều trong cảnh giới ấy, không có từ bỏ cảnh giới ấy, đến khi mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên, đã đạt đến không hư tưởng xứ. Này các tỳ kheo, thọ mạng của chư thiên đã đạt đến không vô biên xứ là 20.000 kiếp. Kẻ phàm phu sau khi trú ở đây cho đến hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chư thiên ấy, kẻ ấy đi vào địa ngục, đi vào ngạ quỷ và đi vào súc sanh. Quý vị thấy chưa? Cái thứ thiền này của ngoại đạo, Đức Phật nói là đạt đến mức độ mà thiền phi, có nghĩa là hư không này nè. Khi mà chết rồi có nghĩa là trụ ở chỗ này. Quý vị nhớ Đức Phật có dạy chúng ta đó, là hồi nãy chúng ta nói là cái chu trình của một chúng sanh đi từ gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân thiên. Nhưng mà Đức Phật nói là đừng bám, đừng giữ lại chỗ đó. Chúng ta cần tiếp tục lên quả vị thánh nữa. Thì những cái vị này khi người ta đạt đến là người ta trụ ở chỗ này. Nhớ ha, cái này cũng là cái lời giống như là Đức Phật cảnh báo trước cho tất cả chúng ta khi mà học đạo. Chúng ta sống bây giờ ở đây, chúng ta làm những điều lành, điều phước,
là đời sau này chúng ta sanh vào một cái thế giới, hay là ngay cái thế giới ta bà đây, mà chúng ta đầy đủ những cái vật chất giống như là một cảnh gọi là trời vậy đó. Nhưng mà Đức Phật nói đừng ở tại chỗ này và hưởng và trụ ở đây, mà chúng ta cần phải tiếp tục cái con đường chúng ta đi lên các bậc thánh nữa. Chứ còn không mà chúng ta trụ ở đây thì chẳng khác như các ông ngoại đạo này nè, sau khi chết bị đọa vào ngạ quỷ, súc sanh và Atula này. Nhưng đệ tử của Thế Tôn sau khi trú ở đây cho đến thọ mạng, hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chư thiên ấy, cuối cùng nhập Niết Bàn trong hiện hữu ấy. Nhớ, đệ tử Đức Phật khác người ngoài, không phải là lên tới cảnh trời là dừng ở đó, còn phải tiến thêm bước cho ra khỏi lục đạo luân hồi thì nó mới thoát ra khỏi, nghĩa là ba con đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Sau khi trú ở đấy cho đến thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng, cuối cùng nhập vào Niết Bàn trong hiện hữu ấy. Đây là sự đặc thù, đây là sự tăng thượng, đây là sự sai biệt của biệt giữa vị thánh đệ tử có nghe nhiều và kẻ vô văn phàm phu về vấn đề sanh thú và tái sinh. Thì ý nó là Đức Phật nói là cái người mà tu tập đó, có nghe nhiều, có thực tập nhiều, có tu đúng giáo lý nhà Phật, nó sẽ khác với những người không học nhiều, không tu tập trúng. Nó sẽ rơi vào hai cái trạng thái khác nhau. Đó là cái ý đầu tiên mà cái thiền định của ngoại đạo nó gọi là hư không tưởng, hư không vô biên. Cái thứ thiền thứ hai mà ngoại đạo nó sử dụng đó là lại nữa này các tỳ kheo, ở đây có người vượt qua không vô biên xứ, xin thức là vô biên. Nhớ ha, thức là vô biên, đạt đến và an trú thức vô biên xứ. Có nghĩa là cái người đó ngồi tu thiền, tưởng tượng cái thức của mình á, nó bao trùm cái vũ trụ này, chỗ nào cũng có thức mình hết. Đó cũng là một cách, có nghĩa là tu tưởng tượng. Mà cái vị bữa trước sư đã nói rồi, có nghĩa là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, nó không phải ở xa chúng ta bao nhiêu cây số, và nó không có cái gọi là cái quy định là cái khung là bao nhiêu, mà nó ở ngay thế giới ta bà đây. Ai mà còn dục liên quan tới dục vọng, tài sắc danh thực thì có nghĩa là chúng ta đang ở trong cõi dục. Cũng cái thế giới ta bà này, những con người này mà thoát ra không còn bị trong cái những cái dục vọng đó nữa, và nhìn những cái có nghĩa là cái vật chất trên cuộc đời này nó nhẹ nhàng, nó không bị đau khổ nữa, thì người đó thoát ra khỏi gì? Cõi sắc nha. Và cái cõi thứ ba là cõi vô sắc. Cũng con người này ở trong thế giới ta bà này mà ngồi tưởng tượng là có giao du cõi ông này bà kia, một ông thần thánh này kia nọ, thì đó Đức Phật gọi là chúng ta rơi vào cõi vô sắc. Nên quý vị thấy thường thường trong những kinh điển mà Đức Phật nói là Đức Phật đập phá ba cõi. Ở đâu Đức Phật bay đâu đập ba cõi đó ở đâu? Ngay thế giới ta bà này nè, mà ông không bị dục vọng lôi cuốn ổng, vật chất trên cuộc đời này không chi phối được ổng, ổng cũng không ngồi tưởng tượng với một ông thần thánh nào cả, là ổng đập ba cõi rồi đấy. Cũng con người phàm đó, quý vị thấy chưa? Chứ không là chúng ta học đạo mà không giải mã được. Chúng ta nghĩ là ba cõi của dục là ở đâu đó, rồi cõi sắc ở đâu đó, đợi bao giờ chúng ta tới đó mới học được. Bây giờ chúng ta học bài kinh không có giá trị gì cả. Nhưng mà nhớ, chúng ta học bài kinh này là ngay bây giờ chúng ta có sử dụng. Chúng ta cẩn thận, chúng ta dính vào có nghĩa là vô sắc giới. Chúng ta ngồi thiền mà chúng ta ngồi tưởng tượng là giao du với Phật Bồ Tát không, là chúng ta bị gọi là rơi vào cái chỗ gọi là
ở ngoài ta gọi là gì đó, bị tảo quả nhập ma đó, giao du với cõi trên nói chuyện mà cái cõi đó không có, không có ông đó, mà tự ngầu tưởng tượng ra giống như cái cõi hư không này nè, hư không thức này nè, tự người ta tưởng tượng ra không, chứ cái cõi ông đó không có mà ta ngồi ta tưởng tượng. Mà ai mà còn tưởng tượng có nghĩa là người đó vẫn còn nằm trong vô sắc giới. Chứ vì học đạo cho nó rõ ràng mà chúng ta có giá trị ngay bây giờ nha. Vị ấy thưởng thức cảnh giới ấy, huy cầu cảnh giới ấy, thỏa mãn cả với cảnh giới ấy, an trú trong cảnh giới ấy, tính giải trong cảnh giới ấy, không từ bỏ cảnh giới ấy, đến khi mạng chung được sanh cộng thú với chư thiên, đã đạt đến thức vô biên xứ. Này các tỳ kheo, thọ mạng của chư thiên đã đạt đến thức vô biên xứ là 40.000 kiếp. Kẻ phàm phu sau khi trú ở đây cho thấy thọ mạng sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chư thiên ấy, kẻ ấy đi vào địa ngục, đi vào loại bàn sanh, đi vào cõi ngạ quỷ. Thấy không? Cái cảnh giới mà ở đây người ta tu có nghĩa là thức vô biên xứ, ngồi đó tưởng tượng. Cái thức nó bao trùm cái vũ trụ này hết. Mà cứ ngồi đó tưởng tượng và tự thưởng thức, tự an lạc, tự vui. Nhưng mà thực tế nó không có. Cảm giác giao du cổ trên mà cảm giác du như vậy, nhưng mà người ta bản thân người này không có cái đức độ, không có cái tu chứng nào trong này cả, mà ta cho là người ta đạt đến cái cảnh có nghĩa là cảnh thiền cao hay là cái cảnh trời này rồi, mà chẳng qua là giống như mình nói ở đời gọi là một người điên thôi. Thì chắc chắn cái người điên này, một cái hành động này, thì chắc chắn ba con đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh vẫn phải tái sanh. Trừ trường hợp nào mà cái người này tu hành mà không tạo những ác nghiệp, tạo những cái thiện nghiệp thì mới thoát khỏi ra ba con đường này. Quý vị thấy chưa? Trong cái thiền định không khéo là chúng ta thất bại. Nhưng đệ tử của Thế Tôn sau khi trú ở đây cho hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chư thiên ấy, cuối cùng nhập Niết Bàn trong hiện hữu ấy. Đây là sự đặc thù, đây là sự tăng thượng, đây là sự sai biệt giữa vị thánh đệ tử có nghe nhiều và kẻ vô văn phàm phu về vấn đề sanh thú và tái sinh. Đức Phật cũng cảnh giác nha. Cảnh giác chúng ta tu thiền mà chúng ta ngồi tưởng tượng là hư không, cái tư tưởng chúng ta nó trùm trong vũ trụ này. Đó là cái sai lầm lớn đó. Đó là cái ý thứ hai, chúng ta học qua cái ý thứ ba. Lại nữa này các tỳ kheo, ở đây có người vượt qua thức vô biên xứ, sim không có gì cả, đạt đến và an trú vô sở hữu xứ. Vô sở hữu xứ có nghĩa là đó có người tu thiền người ta ngồi tưởng tượng. Nhớ ha, ngồi tưởng tượng trên vũ trụ này không có vật gì cả. Mà trên thực tế có vật này, vật kia, vật nọ vậy đó, mà ta ngầu tưởng tượng là hư, vô sở hữu xứ, có nghĩa là không có gì cả. Đây cũng là một cái thứ thiền định của ngoại đạo. Mà cái hậu quả là chắc chắn là Đức Phật nói là rơi vào ba con đường thôi. Vị ấy thưởng thức cảnh giới ấy, huy cầu cảnh giới ấy, thỏa mãn với cảnh giới ấy, an trú trong cảnh giới ấy, tính giải trong cảnh giới ấy, không có từ bỏ cảnh giới ấy, đến khi thân hoại mạng chung được sanh cộng thú của chư thiên, đã đạt đến vô dư niếp, vô sở hữu xứ. Này các tỳ kheo, thọ mạng của chư thiên đã đạt đến vô sở hữu xứ là 60.000 kiếp. Kẻ phàm phu sau khi trú ở đây cho hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chư thiên ấy, kẻ ấy đi vào địa ngục, đi vào loại bàn sanh, đi vào cõi ngạ quỷ. Nhưng đệ tử của Thế Tôn sau khi trú ở đây cho đến thọ mạng,
hết thọ mạng. Sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chư thiên ấy, cuối cùng nhập vào niết bàn trong hiện hữu ấy. Đây là sự đặc thù, đây là sự tăng thượng, đây là sự sai biệt giữa vị thánh đệ tử có nghe nhiều và kẻ vô văn phàm phu về vấn đề sanh thú và tái sinh. Ba hạng người này, này các tỳ kheo có mặt xuất hiện ở đời. Ngay cái thời Đức Phật đã có những cái thứ thiền này rồi. Mà Đức Phật đã ra đời, Đức Phật đã thực tập. Ok, nhớ ha, hai cái người thầy mà Đức Phật Thái Tử Lực Đa học cuối cùng á là A La Lâm và Quốc Đầu La Phất á. Mà hai cái vị này trong cái thời đó được cho là hai cái vị thầy là giỏi nhất, có tầm cỡ nhất Ấn Độ thời đó. Có nghĩa là hai vị này đạt cánh cảnh giới là phi tưởng, có nghĩa là ngồi tưởng tượng, không có phi tưởng mà không có tư tưởng, trong vũ trụ này không có tư tưởng, là phi tưởng xứ. Có nghĩa là trong cái vũ trụ này nhiều cái tư tưởng, hai cái dòng thiền, hai cái dòng ngoại đạo này nó khác nhau. Thì sau khi mà Thái Tử Lực Đa học đạo đạt đến cái quả vị của hai ông này rồi, thì Thái Tử Lực Đa trong quá trình thiền định á, trụ ở trong đó đó thì nó có an lạc. Nhưng mà khi mà xuất ra đó để mà đi nơi này nơi kia nơi khác á, thì vẫn bị những thứ phiền não nó chi phối. Ngồi tại chỗ trụ trong thiền định á, thì nó không chi phối, nhưng mà đi ra ngoài nó vẫn bị chi phối, nó vẫn bị đau khổ. Thì Thái Tử Tật Đa nói là cái thứ thiền này nó chưa giải quyết được sanh tử luân hồi, thì Thái Tử Đa mới từ bỏ hai cái người thầy này luôn. Sau đó Thái Tử Tật Đa mới đi ngồi tìm đạo tự ở nơi mình á, tìm ra cái ánh đạo vàng mà từ ở trong con người chúng ta có, mà Đức Phật nói là tất cả chúng ta đều có Phật tánh á. Thì cái giống thiền này, thì hồi nãy chúng ta có ba cái thứ thiền mà gọi là hư không vô biên, hay là thức vô biên, hay là vô trụ xứ. Cái này là những cái thứ thiền của ngoại đạo mà nó có giá trị đấu ngoại đạo, mà qua cặp mắt nhà lý nhà Phật mà ngày Quyền Giác Thiền Sư có nói là nó có giá trị, là nó là cái cách mà nhử cái tâm của chúng ta. Khi chúng ta nó trụ trong những cái thứ mà phiền não nặng quá, giống như tham sân si á, nặng quá, thì cái này là nó có giá trị để nhử cái tâm nó chạy ra khỏi khu đó. Nhưng mà nó không có giá trị để trong quá trình mà giải thoát giác ngộ. Thì vậy thì thiền của Phật giáo và cái thứ thiền của ngoại đạo nó khác nhau chỗ nào? Cái này chúng ta cần phải để ý ha. Hồi nãy thì chúng ta thấy cái thiền của ngoại đạo là ngồi đó tư tưởng không? Vậy là cái thiền của Phật giáo nó khác ở chỗ nào, nó hơn chỗ nào? Cái thiền của ngoại đạo có nghĩa là cái thứ thiền đó mình tránh né nó. Còn cái thứ thiền của Phật giáo là trực diện vào, nhận thức cho được cái bản chất của sự vật đó. Giống như cái tham của ngoại đạo á, nó dùng những cái thứ thiền kia là nó chạy ra ngoài để nó thoát khỏi cái đó. Còn cái tham mà trong nhà Phật của mình á, Đức Phật chỉ chúng ta cái phương pháp ngồi thiền định nhận diện cho nó được. Cái tham đó từ đâu nó có? Nó có mặt rồi, sau khi mà nó có mặt rồi nó tan biến nó như thế nào? Nhận diện cho thấy cho được cái bản chất của sự việc, mỗi sự việc đó. Thì khi mà chúng ta nhận thức được cái bản chất của sự việc đó thì chúng ta còn tham nữa không? Chúng ta thấy được cái bản chất của vấn đề rồi mà. Còn hồi nãy chúng ta chạy trốn đi, nhưng mà khi có dịp chúng ta sẽ thích lại nó. Giống như là heroin, mấy người cai heroin á, hay là cai thuốc lá. Cái người mà cai mà tự bỏ, quyết định bỏ thì nó khác à. Còn có người mà giống y như là bắt người ta trốn, nánh tránh ở chỗ khác thì khác à. Cái người mà không để những cái vật đó tiếp cận á, thì người ta gặp người ta có thể hút lại được, người ta có thể là chích lại được. Còn có người người ta giống người tu, người ta đã quyết định đi tu rồi á, cái thuốc người ta bỏ
là cái này người ta nhận thức từ trong cái não rồi, ta nhận thức được cái bản chất được cái thuốc đó rồi, người ta thoát rất là dễ. Thì cái thứ thiền mà trong Phật giáo của mình á là nhiều, rất nhiều cái đề mục, mà bất cứ cái người tu nào phải chọn những cái đề mục đó và ngồi suy tư. Nhớ nha, ngồi suy tư là suy nghĩ á, chứ không phải ngồi để tưởng tượng nha. Suy nghĩ về cái đề tài, về cái đề mục đó. Nhớ, ngồi suy nghĩ về cái đề mục đó. Nó khác. Giống như Đức Phật nói là cái cuộc đời này là vô thường. Chúng ta ngồi suy nghĩ rồi đúng không? Ông Phật nói đúng là cuộc đời này vô thường không? Trên cuộc đời này nó có nhiều thứ như vậy mà Đức Phật phân làm hai thứ. Một là chúng sanh hữu tình, hai là chúng sanh vô tình. Mà nếu là chúng sanh hữu tình nó theo quy luật gì? Sanh, già, bệnh, chết. Chúng sanh vô tình theo quy luật gì? Thành, trụ, hoại, không. Bây giờ chúng ta ngồi thời gian, chúng ta lấy cái đề tài ra nghiên cứu, suy tư, co thử mình tìm làm sao cái cách mình lật ngược lại ông Phật, mình chứng minh làm sao lời ông Phật nói sai. Khi mà chúng ta không tìm được cái cách mà lật ngược lại cái vấn đề Đức Phật nói sai, có nghĩa là chúng ta đã tìm nhiều cái cách rồi. Mà khi chúng ta nhiều cái cách, chúng ta tìm nhiều cách đó là chúng ta làm cho cái nhận thức chúng ta về cái đề tài nó càng sáng thêm nữa. Lúc đó chúng ta mới chấp nhận đây là ông Phật nói trúng. Bất cứ là khi đã làm con người, không ai sống hoài không chết hết. Vạn vật trên đời những sanh mà chúng sanh vô tình, không có cái vật nào đứng yên cả. Đó, mình nhìn, mình gọi là mình nhìn thấu vào cái sự vật như vậy, mình nhìn được cái bản chất bên trong luôn rồi. Đó là cái thứ thiền mà Đức Phật gọi là thiền Như Lai thiền, là cái gọi là cái thiền mà gọi là bà là gốc, là thân cây. Còn có những cái thứ thiền mà không phải là thân cây là gốc, là giống như quán bất tịnh, quán vô thường này kia nọ, là cái đó là nhánh, là gốc, là những nhánh lớn á. Còn cái thứ thiền mà mình quán, mình nhận diện cho được vạn vật trên đời này nó vô tướng, có nghĩa là chúng ta hình thành ở một con người này là do nhiều cái nhân, nhiều cái duyên nó tạo thành, không phải tinh cha quyết mẹ đủ. Mà chúng ta nhìn cho được cái thân thể chúng ta có, nào bầu ngư dê cá, nào củ cà rốt, nào đầy đủ trong đó, ánh sáng mặt trời đầy đủ trong đó. Có nghĩa là một vật nó được hình thành, có nghĩa là trung nhân và duyên. Mà nhớ, khi mà mọi vật nó gọi là trung nhân duyên á, thì nó phải theo cái quy luật, nó phải bị vô thường. Nó gọi là nhân duyên hợp á, thì phải theo quy luật vô thường thôi, không chạy đâu được hết. Đó, chúng ta ngồi suy tư, suy nghĩ về một cái đề tài kinh điển Đức Phật. Tu như thế này đó, khi mà chúng ta buông ra, khi mà chúng ta nhìn nhận giống như cái cuộc đời này nè, vạn vật trên đời này nó vô thường, con người vô thường, chúng ta thả thiền ra, chúng ta đi ra ngoài, chúng ta vẫn sống trong thiền định. Có nghĩa là trong cái đầu chúng ta đã nghĩ về cái con người, cái mạng sống con người nó ngắn ngủi này kia nọ, chúng ta không cần phải tranh đua giành giật lẫn nhau, sát phạt lẫn nhau. Cái này là do trong não chúng ta nó có mà. Trong quá trình chúng ta thiền định nó vẫn có cái này, và sau khi chúng ta thả thiền chúng ta đi vẫn có cái này trong đầu. Còn cái thứ thiền mà của hư không tưởng này này, nó có khi người ta ngồi một chỗ, ta ngồi người ta tưởng tượng. Còn bây giờ mà thả đi ra ngoài kia là bị danh lợi tiền bạc nó chi phối, nó khác hẳn. Nó không thấy được cái bản chất sự vật. Có kiểu là cái cách thiền định của ngoại đạo là nó chạy, nó tránh, nó né. Còn cái thiền của Phật giáo là đi sau, nhìn trực diện nó, phơi bày mọi thứ ra. Mà khi con người mà nhìn được cái bản chất của mọi sự việc rồi,
thì còn gì ham muốn, cảm gì mà chúng ta còn đam mê trong cái sự đó nữa. Mà cái này là quý vị phải tự ngồi thiền định thôi. Mà nhớ, cái thiền định nhà Phật không phải là ngồi làm tê liệt thần kinh. Cái con người của mình không thể là không suy nghĩ được. Con người mình phải suy nghĩ, mà quan trọng là đưa cái suy nghĩ đó vào cái đề tục, đề mục nào. Nó khác nha. Nên quý vị nhớ cái từ mà dịch cái từ thiền định đó, ngày Huyền Trang dịch có nghĩa là tư duy tu, là tu bằng cách tư duy, suy nghĩ á, chứ không phải ngồi là giống như tiêu diệt bản ngã, tiêu diệt suy nghĩ nha. Không có tiêu diệt được, không thể diệt hết suy nghĩ được. Mà có diệt đi nữa, cái đó là sai tà đạo rồi. Quan trọng là trong quá trình ngồi đó, đưa cái tư tưởng đó vào cái đối tượng đó là thiện hay là ác. Nếu mà cái tư tưởng đó là thiện, là những cái đề mục mà liên quan tới đạo Phật, nó sẽ làm cho chúng ta nhận thức kinh điển tốt. Còn nếu mà chúng ta ngồi cũng thiền định đó mà chúng ta nghĩ về điều ác, ngày mai bằng cách nào đi ăn trộm, chúng ta suy nghĩ ra rồi chúng ta đưa phương hướng ra, thì cái đó là cái sai lầm lớn. Quan trọng là chúng ta đưa cái suy nghĩ chúng ta vào cái đề mục như thế nào. Chứ không thể ngồi thiền là không suy nghĩ nha. Trong thiền định nhà Phật không có tư tưởng đó. Mà nếu mà tốt, mà gọi là giống như Ngài Quyền Giác Thiền Sư nói á, anh đạt có nghĩa là cái gì mà gọi Ngài nói gì mà ai là người hằng ước mơ vô niệm. Vô niệm là không suy nghĩ á. Ai là người hằng mong đạt đến vô sanh? Vô niệm vô sanh là những ước mơ ảo quyền. Xin được hỏi ông robot người máy, quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành? Chúng ta tiêu diệt bản ngã giỏi lắm thì đạt cả robot thôi. Nhưng mà đó robot đâu có giá trị gì. Quả bồ đề có thể thành được không? Không, là nó là vật vô tri mà sao thành được. Tự nhiên mình là cái con người mà linh động, rồi chúng ta ngồi đó làm tê liệt thần kinh không? Nên cái chuyện mà tu hành mà mơ mà đạt đến mà vô niệm là cái sai lầm trong nhờ với nhà Phật. Phải niệm, niệm có nghĩa là nhớ, là nghĩ đó, nhưng mà niệm vào cái đối tượng đó như thế nào, suy nghĩ về đối tượng nó như thế nào, thì cái cách nó là cái phương pháp nhà thiền. Quý vị, nếu quý vị thực tập là trong một khoảng thời gian ngắn, là bảo đảm là kinh điển, là quý vị có nghĩa là hiểu kinh điển một cách như hoàn toàn chính xác. Quý vị chỉ cần một ngày quý vị đặt ra một cái đề tài, quý vị suy nghĩ thôi, tập trung vào cái đề tài mình suy nghĩ những cái mà giáo lý nào là của Phật giáo, giống như là mê tín dị đoan. Khi mà cái mà chúng ta nhận thức những cái mà giống như là mà nó là cái lực nhân quả đi, quả nhân nào quả nấy đi, gieo nhân mới có quả. Nhưng mà bây giờ có người bạn là nói thôi khỏi gieo đi, giờ đi tới cái chỗ nào đó cầu nguyện đi, bà Quan Âm đó rất là linh. Mà chúng ta không có thiền định, chúng ta không có tư duy, chúng ta nghe là chúng ta tin à. Nhưng mà qua quá trình thiền định chúng ta suy nghĩ, muốn có kết quả phải có cái nhân. Chúng ta không gieo cái nhân sao có kết quả được. Mà khi đã gieo cái nhân đâu cần tới bà này đâu làm gì. Khi gieo cái nhân rồi tự động cái quả nó trổ ra. Chúng ta ngồi tư duy làm cho cái đề tài nó sáng, là quý vị sẽ không bị ai gạt quý vị về cái mê tín dị đoan hay bất cứ cái đề tài nào cả, mà làm cho chúng ta nhận thức về đạo Phật rất là tốt. Nên quý vị cũng đừng có đề cập cái từ thiền định trong nhà Phật nó màu mè quá, nó làm mình sợ, chứ không có gì hết. Giống như bây giờ quý vị ngồi nói chuyện nha, mà giờ đừng có nói chuyện, nhắm mắt lại và ngồi suy nghĩ về cái đề tài đó thôi vậy. Ngồi kiểu gì cũng được hết.
Chứ còn bây giờ mà giống như mình đưa ra cái điều kiện là ngầu phải kiết già, là bán già, rồi phải trước bằng Phật, nó thất bại. Nhớ là trong cái cơ thể của mình nó có hai phần. Về cái mặt có nghĩa là tâm và thân. Nhưng mà nãy mình định nghĩa đó, cái từ thiền định tư duy tu là tu bằng cách tư duy. Thì cái thân nó có tư duy được không? Không, chỉ có cái tâm nó mới làm được. Thì nhớ cái tâm nó là chính, cái phần tinh thần là chính, cái phần thể xác là phụ. Thì bây giờ cái chuyện ngồi thế nào cũng được hết. Mình đừng đưa cái phụ lên làm cái chính. Rồi bây giờ mà không ngồi mà kiết già được cái mình buồn, mình bỏ luôn vấn đề ngồi mà tư duy của mình, mình bỏ đi cái phần chính của mình. Nhớ là cái phương pháp ngồi thiền tư duy bằng suy nghĩ là chính. Còn cái vị ngồi nằm bằng cách nào bản thân nhà sư nốt thiệt. Nhiều hồi sư đi là sư tư duy tốt, nhất là đi ra tập thể dục mở công viên hay đi bộ rồi đó, là trong cái đầu của mình làm y như cái kinh điển đó, nó nhảy ra ào 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 vậy đó. Trong quá trình mình đi mình tập trung vào một cái đề tài là cái những cái bài kinh, những cái ý kinh nó phát ra rất là tuyệt vời, đâu có cần thiết phải ngồi. Hay là nhiều lúc mà nằm giỏng, mình đưa cái đầu mình lúc nào cũng nghĩ tới cái ý kinh đó. Có những cái ý kinh điển nó phát ra một cách có nghĩa là cuộn vậy đó. Kinh điển nó là khi mà cái vị nằm thiền hay là cái vị ngồi thiền có cái đề tài quý vị tập trung vô, là cái đầu quý vị tự động nó đưa ra những cái kinh điển rất tuyệt vời. Chứ đâu cần thiết phải lên bàn thờ đâu. Cái coi chừng mình đưa cái hình thức lên nó làm thất bại cái chính của mình đó. Mình không ngồi thiền được đó, là mình không ngồi thiền được. Mà cỡ như quý vị là chắc chắn là kiết già là thua rồi đó. Bán già còn chưa xong nữa, còn kiết già là không có. Cỡ như xưa mà hầu còn nhỏ tập đó thì còn được, còn cỡ này là xương nó cứng rồi. Cho nó hồi xưa mà cái sai lầm lớn của mấy sư huynh đó là cái thờ đó mà nghiên cứu cung điển cũng ít. Trời ơi, mấy sư huynh mà ông lớn tuổi vô chùa ông tu á, có gia đình xong vô ông tu á, cái giò nó cứng mà bắt kiết già xong rồi hai cái chân cái đầu gấu nó cứ chổng lên á, lấy hai cái chậu trái cây, hai chậu cây á đè nó xuống. Trời đất ơi, rồi nó đau dễ, rồi cái đầu ở đâu mà thi tứ, thấy không? Nó sai lầm lớn. Nếu mà trong thiền định mà không có tư duy, không có mà để ý á, là chúng ta cứ nghĩ thực hiện vậy có giá trị, nhưng mà không có. Cái tâm chúng ta nó đang an lạc vậy này, chúng ta ngồi về thoải mái gì, không ảnh hưởng gì hết. Chúng ta đi vào cái đề tài này, suy nghĩ về cái vô thường Đức Phật rất tuyệt vời, không ảnh hưởng gì hết. Chúng ta quậy nó lên, nào là bực bội khó chịu này cái nọ, rồi bây giờ chúng ta ngồi 1 tiếng đồng hồ để dàn xếp cái chuyện đó, rồi hồi nãy giờ không làm được cái gì hết. Chúng ta ngồi đè nó xuống nó đau, rồi bây giờ ngồi đó chịu trận với cái đau đó, nó đau ghê lắm á nha. Mà nhất cái bị thấy khi mà nó đau á, mà cái bị nghĩ về cái gì á thì nó đau ít, mà khi mà nó đau mà mình tập trung vào chỗ đó nó nhân đôi lên. Mà nó có nhiều lúc mà hầu còn nhỏ tập mà nó đau mà đến nỗi mà nó chấn thần kinh luôn á, nó ghê gớm vậy đó. Mà không cần thiết, cái đó là cái sai lầm của mình. Mình ngồi mình tư duy, mình hiểu cho thông, cho tốt cái giáo lý nhà Phật, cái đó Đức Phật mới cần mà. Cái sai lầm lớn đó, mà biết bao nhiêu người hình như ít có ai để ý cái chữ hướng này. Không ai dám nói cái này, cứ bắt là vô là bắt ngồi không. Giống như trong kinh Tây Du Ký mà cái vị thấy mà thi ngầu của ngoại đạo á, không có giá trị gì cả. Ngồi suốt thời gian đó mà cái đầu của mình nó chấn qua là nó đau thêm thôi, mà nó không tiến triển gì nhận thức gì kinh điển cả. Nên quý vị đừng suy nghĩ cái thiền định nó ghê gớm gì hết. Chẳng qua là cái cách ngồi chơi vậy mà ngồi suy nghĩ thôi. Làm ơn đưa cái tư tưởng vào cái đề tài đó suy nghĩ.
làm cho mình hiểu thông, mình hiểu tốt về cái giới nhà Phật. Cái đó Đức Phật cần thiết nhất. Mà ít có người nói cái này lắm á nha. Mà xin thưa quý vị, đây là cái mà sư đã làm rồi, bị rồi, mà gọi là xăm người nói á. Chứ không nói cái này cũng khó chịu lắm. Mà một số đạo tràng người ta bắt buộc phải vô ngồi, phải đúng cái mô đen mới được. Mà không, thật sự nếu mà quý vị ngồi được mà kiết già nó cũng có giá trị. Khi mà quý vị ngồi kiết già được, cái dây thần kinh phía sau nó kéo một đường thẳng. Bây giờ quý vị có muốn ngủ gục cũng được, muốn nằm mà nó cong người cũng được. Đặc biệt cái ai mà ngầu kiết già được, nó hay cái đó. Thì cái đầu gối mình bắt lên là cái dây thần kinh phía sau nó kéo một cái đường thẳng đứng luôn, là nó làm của mình ít ngủ, mà mình ngầu cũng khó nghiêng được lắm. Nhưng mà vẫn biết cái đó là cái phụ thôi nha. Thì đó là cái phương pháp thiền định và cái cách mà tu thiền của Phật giáo nó khác với ngoại đạo. Ngoại đạo nó tu thiền là cái cách nó nhử, nó chạy, nó trốn cái hình tướng đó. Còn cái thiền của nhà Phật là nhìn sâu vào, thấy cho được cái bản chất sự việc đó, không chạy trốn nữa. Đặng khi mà chúng ta xuất thiền ra, chúng ta có ngồi thiền hay xuất thiền ra, chúng ta vẫn sống trong cái an lạc cả. Cái đó mới khó nha. Mà cái việc hình như ở cuộc đời này ít có ai, hình như ngoài cái đạo Phật không ai nhìn được, thấy được cái bản chất của sự vật trên cuộc đời này. Đam mê cái dục vọng, cái ham muốn, cái tiền bạc của cải không. Mà quý vị đây, những vị lớn tuổi đây này, quý vị thấy rất là rõ. Bao nhiêu năm mà khổ đau rồi, bây giờ còn cái gì nữa đâu. Những vị này là đọc kinh điển tới đâu là thấm tới đó. Nhìn được, thấy được cái bản chất sự vật. Còn cái tuổi trẻ mà trẻ bây giờ mà nó tiền bạc của cải là phù du là không có chuyện đó đâu. Nó là tiền bạc của cải là một cái đống vàng, nó đống quý báu đấy. Cái đó là do người ta còn tuổi trẻ, không nhận thấy được cái bản chất của đồng tiền, của sự việc. Còn những vị lớn tuổi đây đã từng đã sống trong đó, quá hiểu luôn, nhìn được cái bản chất của đồng tiền, sự vật trên cuộc đời. Tiền bạc, danh vọng đó, quý vị thấy cái danh vọng bây giờ trên cuộc đời cũng vậy thôi, mà có ai thoát ra được không? Đam mê có nỗi chết trong danh vọng nữa cơ. Nó có chất gì đâu, nó không có hình tướng, không có mùi vị, nhưng cái sức hấp dẫn của nó quý vị thấy ghê gớm không? Nó làm cho thăng bại danh liệt luôn. Mà chỉ có cái người giáo lý nhà Phật, Đức Phật mới nhìn chỉ cho mình thấy. Nó chẳng qua là cái ảo giác, là cái mình mất chánh niệm, mình chạy theo cái bong bóng thôi. Nếu mà nó tồn tại, nó giữ thì lúc nào nó cũng có chứ, nó tồn tại liên tục chứ. Nên quý vị nhớ là cái ông cấp của độc á, là cái ông mà gọi là đại thí chủ thời Đức Phật á, mà lúc còn sống còn khỏe là Đức Phật nói về 10 cái ví dụ á, ông không có khóc. Mà khi mà ông nằm trên giường bệnh, Đức Phật tới thăm xong rồi sai ông Xá Lợi Phất về tới nói cho ông 10 cái ví dụ á, thì ông cấp của đạo khóc. Cái ông A Nan hỏi vì sao mà ông khóc, cái ông cấp của đạo ông nói: con đã nghe Đức Phật nói về 10 ví dụ lâu lắm rồi, mà hôm nay con mới thấm. Mà 10 cái ví dụ là đại ý giống như là Đức Phật nói là nhìn vạn vật trên đời này giống như là mộng, giấc mộng. Tối mình nằm mình ngủ mình thấy nào làm vua làm chúa làm đủ thứ hết, nhưng mà tỉnh dậy còn không. Ông cấp cô độc, ông làm giàu tiền bạc ông cỡ đó, đến cuối cuộc đời ông sắp chết là ông không thấy còn cái gì nữa hết. Lúc đó ông thấm, ông mới khóc. Ông A Nan hỏi tại sao ông khóc, ông nói bây giờ con mới thấm lời Đức Phật nói. Ông A Nan ông nói: tưởng đâu cái gì, cái này tôi nghe hoài tôi đâu có thấy gì đâu. Thấy không,
cái người ta ở trong cái giai đoạn đó, nhận thức cái đó, người ta mới thấm cái đó. A Nan là cái người mà thông kinh điển, mà thuộc bằng cách thuộc lòng, mà cái sự mà chín chắn trong cái đề tài đó, nghe A Nan có. Thì muốn nói cái vị cái thiền định của nhà Phật là cái thứ thiền định mà đi vào thấy cho được cái bản chất bên trong của mọi sự vật. Mà khi mà lột tỏa hết cái bản chất bên trong thì còn đam mê, còn ham muốn gì bên đó nữa. Mà cái này muốn có được là quý vị phải tập thiền định thôi. Ngồi có cái danh vọng coi, bao nhiêu đời rồi, mình gọi là cái tổng thống của Mỹ giờ 46 ông rồi, ông nào cũng danh vọng hết á. Bây giờ có ông nào ông trước ông sau ông quề ông trước không? Có. Không ông sau nào mà đồng tình của ông trước hết. Đau khổ điêu đứng cả cuộc đời, trong cái đời làm tổng thống hình như không có được bình yên miếng nào cả. Cho bây giờ được cái gì? Đâu có ai mà ca ngợi hoài đâu. Tại làm sao chúng ta phải làm chuyện đó? Cái này chúng ta phải ngồi thiền định, nhận thấy cái này, cho được cái này, chúng ta mới buông những cái danh vọng, những cái vật chất, thì chúng ta mới có cái hạnh phúc được. À, thì đó là cái thiền định trong nhà Phật và thiền định ngoài đạo nó khác nhau ha. Trời, hôm nay chúng ta dừng ở đây ha. Hôm nay là cuối năm mà hả? Rồi thôi xin đại chúng mình hồi hướng đi. Nguyện đêm không đức này hướng về khám tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.